trọn vẹn trên FPT Play. Luôn luôn sẵn sàng có những tình huống lao lên. Rất chính xác. Tuấn Hải đưa bóng vào. Đường chuyền của đánh ra. Thành công cho đội tuyển Việt Nam. Đây là phút thứ 9. Bất ngờ, một điều tuyệt vời đã đến tại Mỹ Đình. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Quang Hải, Hùng Dũng. Đường chuyền là khá tốt. Rất tốt. Đó là Tuấn Hải đưa chuyền vào. Phút thứ 16, tỷ số được nâng lên 2-0. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Họ lại xuất phát từ đôi chân của Tuấn Hải và của Hùng Dũng. Tuyệt vời. Và chúng ta thấy trên khán đài thì lãnh đạo VFF cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt để tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. 2-0. Và phối hợp rất bình tĩnh và rất nhịp nhàng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Xem rất sướng. Là của Hoàng Đức. Phan Văn Đức sút ngay rất tốt. Vào! 3-0, 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Và đó là một dấu chấm hết dành cho đội tuyển Trung Quốc. Cú dứt điểm không phải là quá mạnh của Phan Văn Đức, nhưng đó là một cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Thủ thành Nhan Chu Linh đã bay người hết cỡ, nhưng chừng đó là không thể đủ để ngăn cản niềm vui. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.